Thông điệp số 23, cuộc trừng phạt Guatemala ngày 14 tháng 9 năm 1990. Thông điệp số 23, ngày đền tạ, thông điệp của Chúa Giêsu Kitô ban cho nhân loại qua nữ tù Guadalupe. Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, con của Đức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của tình yêu đấng chịu chết và đóng đinh trên thánh giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây. Các con thân mến, như các con đã biết, hôm nay Cha đến để chia tay với các con, bởi vì như Đức Mẹ, Đức Trinh Nữ Maria đã giải thích cho các con rằng hôm nay Cha đến để bàn cho các con thông điệp công cộng cuối cùng, bởi vì Cha và Đức Mẹ phải im lặng để những lời tiên tri có thể được ứng nghiệm. Và vì thế mà Cha và Đức Mẹ phải im lặng, các con thân mến, để mở đường cho những lời tiên tri, cho sự ứng nghiệm của những lời tiên tri đã đang được hoàn tất. Nhiều người đã được ứng nghiệm, như Cha và Đức Mẹ đã nói với các con trong những tháng qua khi Cha liên lạc với các con. Vâng, các con thân mến, một số tiên tri mà Cha tuyên bố trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm, bây giờ đang ở trước mắt các con có thể thấy chúng. Bây giờ thời gian đã chín mùi, và những tháng qua Cha đến để chỉ cho các con những tiên tri đã được ứng nghiệm, chính là những biến cố sẽ mở đường cho những gì còn lại, vì Cha và Đức Mẹ đã nói về tất cả những điều đó. Các con biết rằng cuộc trừng phạt vĩ đại đang đến trên trái đất, và hôm nay Cha sẽ nói với các con về cuộc trừng phạt này. Các con thân mến, để các con có thể hiểu rằng mọi sự mà Cha và Đức Mẹ đã nói trong những tháng qua để chuẩn bị cho tâm hồn và linh hồn của các con, để những sự trừng phạt đang đến trên trái đất sẽ không làm hại các con. Các con thân mến, sự ứng nghiệm của sách Khải Huyền đang đến, tai ương thứ ba đang đến, thời gian sắp tới khi dấu ấn niêm phong cuối cùng được mở ra và tiếng kèn cuối cùng được thổi, thì sự chấm dứt của thời kỳ cuối sẽ được xác minh. Các con thân mến, Cha và Đức Mẹ đã và đang đến để nói với các con những việc này. Mỗi khi Cha và Đức Mẹ đến trái đất và liên lạc với các con để nói với các con về sự nguy hiểm mà các con đang ở trong đó, nếu như các con không chuẩn bị. Vì thế, Cha và Đức Mẹ đã ban cho các con nhiều lời khuyên, và bây giờ Cha muốn các con đem ra thực hành. Và đừng quên lời Cha, bởi vì lời Cha là sự thật và là sự sống. Trong thông điệp trước, Đức Mẹ đã nói với các con về tiên tri giả, và Cha đang nói với các con về cuộc trừng phạt đang đến trên trái đất và đến với tất cả mọi sinh vật trên trái đất, bởi vì người ta không muốn lắng nghe lời Cha hay lời Đức Mẹ. Bây giờ là thời của những ngôn sứ giả, của những đấng thiên sai giả, của những tiên tri giả, và cũng là thời của những tông đồ giả của thời kỳ cuối. Đức Mẹ đã cảnh cáo với các con về họ. Vì thế các con phải thật cẩn thận để họ không lừa dối các con qua những lời dối trá được. Như các con thấy, đây là lời tiên tri đã được tuyên bố trong Kinh Thánh và bây giờ đã ứng nghiệm trọn vẹn. Các con thân mến, ứng nghiệm trọn vẹn. Có bao nhiêu người đã dùng danh Chúa để lừa dối các con của Cha? Như Cha đã nói, không phải ai nói lạy Chúa thì sẽ vào được thiên đàng, nhưng chỉ có những ai làm theo ý Cha trên trời. Và vì thế Cha đến để giảng dạy cho các con. Và như thế các con sẽ không rơi vào sai lầm mà nhiều người đã sa ngã, vì khi họ dùng danh Cha, họ đã lừa dối được nhiều người. Và vì thế các con phải phân định và thấy ai nói sự thật và ai nói dối với các con. Vâng, các con thân mến, thật quan trọng, sự phân định của các con thật là quan trọng. Việc các con biết cách phân định thật quan trọng, bởi vì chỉ có Chúa Thánh Thần mới cho các con theo con đường đúng đắn, con đường sự thật, con đường tình yêu và công lý. Vì thế các con thân mến, các con phải rất cẩn thận. Các con thân mến, Chúa Cha hằng hữu sẽ gửi nhiều dấu chỉ để các con thấy thời gian gần kề. Bởi thế hãy luôn luôn nhìn lên bầu trời, nhìn lên đó, bởi vì Ngài sẽ báo trước cho các con. Luôn luôn nhìn mặt trời, bởi vì Chúa Cha sẽ cho dấu chỉ từ mặt trời. Vì thế hãy nhìn lên bầu trời để các con có thể hiểu thời gian gần kề. Cuộc trừng phạt đã được tuyên bố trên thế giới sẽ rất mạnh, vì cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Cha hằng hữu sẽ đổ xuống trên mọi sinh vật trên trái đất. Các con phải chuẩn bị, các con thân mến, cho 3 ngày tăm tối đã được báo trước.
Các con phải cảnh giác và đừng quên tất cả những thông điệp mà cha và đức mẹ đã ban cho thế giới vì lợi ích của các con, để hướng dẫn các con, để các con có thể bước đi trên con đường hẹp. Các con thân mến, cha muốn các con được chuẩn bị bằng việc cầu nguyện với tất cả những ảnh tượng mà cha và đức mẹ đã ban cho các con. Các con phải có tất cả những thứ mà cha đã nói với các con về việc chuẩn bị cho những ngày khắc nghiệt đang đến. Các con thân mến, đừng quên rằng những ngày tầm tới của thế giới đang tới và tất cả mọi sinh vật trên trái đất phải trải qua sự đau thương lớn lao này, và nhớ tất cả những lời khuyên của cha và đức mẹ đã ban cho các con để mọi sự tốt lành. Hãy cảnh giác, bởi vì bây giờ mọi thứ đã gần kề, các con phải chuẩn bị về tinh thần và vật chất. Bởi vì như cha và đức mẹ đã nói trong những thông điệp qua, hội thánh sẽ trải qua một cuộc khủng hoảng lớn lao, một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy. Các con linh mục sẽ đau đớn nhiều vì đã không muốn vâng lời cha và không muốn vâng lời của đức mẹ Đức Trinh Nữ Maria. Các con thân mến, cha không muốn các con quên rằng đức mẹ và cha sẽ chiến đấu với các con cho đến cùng, đến khi nhìn thấy chiến thắng khải hoàn của hội thánh thật. Đừng quên điều này. Hãy suy gẫm tất cả những thông điệp mà cha và đức mẹ đã ban cho các con, bởi vì chúng sẽ cho các con nhiều ánh sáng và nhiều sự phân định. Các con thân mến, các con phải nhớ tất cả những thông điệp mà cha và đức mẹ đã ban cho các con, và như đức mẹ đã nói trong thông điệp trước, có nhiều thông điệp sẽ được hướng dẫn về nhà cửa của các con trong thời kỳ cuối và chúng sẽ được công bố. Cha sẽ hướng dẫn cho các con của cha riêng tư để các ngài giúp đỡ các con trong thời điểm vĩ đại của đau thương sâu cùng. Các con sẽ luôn luôn được cho biết tất cả những điều quan trọng mà các con cần phải biết, đó là những hướng dẫn cho linh hồn các con. Các con thân mến, cha muốn các con luôn luôn đến đây để cầu nguyện trong ngày đền tạ, bởi vì cha và đức mẹ sẽ ở đây và cha và đức mẹ sẽ giúp đỡ các con tiến lên phía trước để đến đích điểm của thiên đàng. Các con thân mến, cha và đức mẹ sẽ đến để trấn an các con, để giúp các con vượt qua những đau thương. Cha và đức mẹ sẽ không để các con một mình. Bây giờ các con chỉ không nghe lời cha và đức mẹ cách nơi công cộng, nhưng cha sẽ hướng dẫn các con cái của cha cách riêng tư, và các ngài sẽ cho các con biết tất cả những gì cần thiết cho gia đình và cho linh hồn các con. Các con thân mến, vì thế cha muốn ở đây ngày hôm nay để nói với các con rằng cha và đức mẹ sẽ im lặng, nhưng sẽ không bỏ rơi các con. Cha và đức mẹ sẽ luôn luôn hiện diện ở nhà của các con để an ủi những đau đớn của các con. Hãy nhớ rằng thời kỳ tới sẽ là thời kỳ ứng nghiệm mầu nhiệm tội lỗi. Khi mầu nhiệm tội lỗi được ứng nghiệm, các con sẽ hiểu biết mầu nhiệm Thiên Chúa đã được mặc khải. Và vì lý do mà cha và đức mẹ phải im lặng, các con thân mến, để có thể trải qua thời kỳ mà các con phải hiểu được mầu nhiệm Thiên Chúa vốn được biểu lộ trọn vẹn cho con người. Bởi vì như cha đã nói một lần trong Kinh Thánh, còn nhiều mầu nhiệm mà con người không hiểu biết gì cả, bởi vì họ cho được mặc khải. Thời điểm ấy sẽ đến rất sớm, nhưng trước hết các con phải đón nhận những lời khuyên dành cho các con trong những thông điệp mà cha và đức mẹ đã ban cho các con. Những thông điệp sẽ được công bố vì sự lành mạnh của linh hồn và tâm hồn của các con. Các con thân mến, đừng quên lời cha, đừng quên chúng. Hãy từ bỏ tội lỗi và tích lũy nhân đức để chúng có thể hỗ trợ các con trên con đường hẹp mà cha đã chỉ cho các con, để các con có thể bước đi cùng cha và đức mẹ. Các con thân mến, các con thuộc thế hệ sẽ thấy những điều vĩ đại, tuyệt diệu của Thiên Chúa, của Chúa Ba Ngôi. Các con sẽ thấy nhiều dấu chỉ, các con sẽ chứng kiến sự ứng nghiệm của những lời tiên tri, các con sẽ thấy chúng. Và vì thế các con phải chuẩn bị cho thời điểm cha trở lại lần thứ hai để phán xét thế giới. Và như thế khi trở lại, cha sẽ không phải là một thẩm phán, không phải là một thẩm phán công minh, nhưng là đấng cứu chuộc ngọt ngào. Hãy chiến đấu. Các con thân mến, hãy chiến đấu, hãy quan sát và cầu nguyện, vì các con không biết ngày và giờ, và ngày ấy sẽ đến như kẻ trộm. Đừng quên cầu nguyện nhiều.
hãy đọc kinh Măng Côi và nảy sinh lòng thương xót Chúa. Hãy đặt mình trong những vết thương cha, trong những vết thương thánh để các con có thể được bảo vệ. Hãy khóc than vì tội lỗi mình, để trong ngày cơn thịnh nộ các con ở dưới sự che chở của lòng thương xót và cuộc trừng phạt của Thiên Chúa Cha hằng hữu không động chạm đến các con. Các con thân mến, việc các con bắt đầu là một việc thật quan trọng, và khi thời gian thật khó khăn và các con không ra khỏi nhà được, hãy cầu nguyện. Cầu nguyện với lòng thương xót của trái tim rất thánh cha. Cầu nguyện và nài xin Đức Mẹ ban cho các con ơn nhẫn nại. Và đây là lý do, các con thân mến, mà cha đòi hỏi các con nên có một bàn thờ nhỏ trong nhà với ảnh lòng thương xót. Bởi vì tất cả những ngôi nhà sùng kính lòng thương xót sẽ được gìn giữ khỏi cuộc trừng phạt. Và vì thế, các con thân mến, việc suy gẫm và tin những thông điệp cha là một điều rất quan trọng. Và nếu các con không tin chúng, và khi đã quá muộn, các con sẽ không chống cự nổi. Không, các con thân mến, để được bảo vệ trong thời kỳ khó khăn sắp tới, các con phải có đức tin và chờ đợi, bởi vì cha sẽ thi hành lời cha. Các con phải tin vào lòng thương xót cha, thánh tâm cha, và việc trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh Nữ sẽ chiến thắng. Bởi vì Thiên Chúa Cha hằng hữu sẽ cho mẹ chiến thắng nhờ trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ. Đừng quên tất cả những sự việc cha và Đức Mẹ đã nói với các con. Hãy nắm lấy những vết thương thánh và hy tế của cha trên thập giá. Và nếu như các con làm như vậy với đức tin và lòng nhiệt thành, nhà cửa của các con sẽ được gìn giữ khỏi thiệt hại, và cuộc trừng phạt đã được báo trước thường xuyên sẽ không đụng chạm đến các con. Nhưng những ai không tin và chê cười lời cha sẽ rơi vào tay tên ngụy Kitô. Các con thân mến, đây là lý do cha đến để nói với các con trong thời gian này, để làm cho các con tin rằng các con phải tin và có đức tin. Bởi vì tất cả những ai không tin chính là đóng cửa của ơn cứu chuộc của họ. Và vì thế mà cha muốn các con có tất cả những gì mà cha đã nói với các con. Nhưng các con thân mến, cha cảnh cáo với các con đừng nghĩ đến chúng như vật bùa chú. Không, các con thân mến, không, đây là việc xúc phạm nặng nề đến cha và Đức Mẹ. Cha không muốn các con có chúng trong nhà theo cách đó. Cha muốn các con có chúng trong nhà như một niềm tin trong sáng, với đức tin rằng các con là con cái của cha, và cha như một người cha đầy yêu thương sẽ bảo vệ và giúp đỡ các con. Chỉ như vậy cha mới hiện diện trong nhà và giúp đỡ các con. Nhưng các con phải làm như vậy với một đức tin trong sáng, với một đức tin đơn sơ như trẻ em tin tưởng vào cha mẹ, người không muốn thấy chúng bị thiệt hại, và chỉ muốn chúng tìm được những gì tốt cho con, cho các con. Và vì lý do đó đừng xúc phạm vì chúng trong nhà như vật bùa ngải. Không, các con thân mến, không, các con phải phân biệt giữa hai cái, để trong thời khắc nghiệt cha và Đức Mẹ hiện diện trong mỗi người trong nhà của các con và ban cho các con ơn bảo vệ. Nhưng đừng làm khi quá muộn, bởi vì khi đó các con sẽ không thu được gì cả, bởi vì mọi thứ sẽ trở nên khan hiếm. Các con thân mến, chúng sẽ trở nên rất khan hiếm trên thế giới, nhưng khi thời điểm ấy đến không có gì sẵn sàng để dùng cả. Và vì thế các con phải chuẩn bị xưng tội ngay từ bây giờ để thanh tẩy linh hồn và tâm hồn khỏi tội lỗi, để thanh tẩy nhà cửa của các con khỏi rác rưởi tích lũy trong thời gian này, bởi vì sự lẫn lộn mà ma quỷ đang truyền bá trên thế giới. Các con phải cảnh giác và cầu nguyện. Cầu nguyện nhiều, đọc kinh Măng Côi, bởi vì chuỗi kinh Măng Côi là vũ khí của thời kỳ này. Đức Mẹ và cha đã lặp lại điều này rất nhiều lần khác nhau vì cách thức nó là như vậy. Kinh Măng Côi là vũ khí rất mạnh mẽ, và các con phải đặt vũ khí này trong tâm hồn và linh hồn của các con để ân sủng của chuỗi kinh Măng Côi thật sự cho các con được tự do. Các con thân mến, đây là tháng cuối cùng. Cha đến với các con như Chúa Giêsu chịu đóng đinh vì tội lỗi của loài người, và các con không muốn lắng nghe lời mời gọi của cha. Nếu các con để ý tới lời gọi của cha và của Đức Mẹ thì cuộc trừng phạt đã không phải xảy ra. Nhưng vì các con không vâng lời nên cuộc trừng phạt bây giờ đang ở trên đầu của các con, và các con sẽ thấy nó rất sớm. Và vì thế các con thân mến, cha đau đớn vì nhân loại quá đỗi, bởi vì theo thời gian qua nhiều ngôn sứ và tiên tri thật, cha đã tuyên bố về thời này, nhưng thế giới không chú ý gì tới họ. Hỡi các con thật của cha, các ngôn sứ và tiên tri đã nói với thế giới về lời cha, nhưng thế giới từ chối chúng, bởi vì như cha đã nói trong thông điệp trước đây, nước cha không thuộc về thế gian này. Và vì thế gian từ chối cha và từ chối những người thuộc về cha. Bằng chứng là khi thế giới chấp nhận một giáo thuyết không phải là của cha, thì họ đón nhận
chính là vì nó không phải là của cha, bởi vì nó ca ngợi cá nhân họ, bởi vì nó ca ngợi thế giới. Và đó là lý do tại sao tất cả những giáo lý giả đã chiến thắng trong lòng con người. Và đó là lý do những giáo lý đó của thế giới. Và vì thế mà thế giới đón nhận những giáo lý đó với sự hài lòng. Đây là dấu hiệu cho các con. Ngược lại, các con thật của cha, những tiên tri và ngôn sứ thật, nói về lời cha và giáo lý của cha thì bị từ chối. Họ bị từ chối bởi vì họ không thuộc về thế giới này. Họ nói cho thế giới nhưng họ không thuộc về thế giới. Và đó là lý do mà họ bị từ chối. Các con thân mến, đây là dấu chỉ cho các con, để các con hiểu rằng các con của cha, những ngôn sứ thật và tiên tri thật, đau khổ. Đau khổ vì điều này, bởi vì thế giới không chấp nhận việc sửa phạt, bởi vì thế giới không chấp nhận sự thật, bởi vì thế giới không muốn hy sinh, nhưng chỉ muốn lạc thú. Họ chỉ muốn phạm tội và họ yêu thích tội lỗi đến nỗi không muốn thấy ánh sáng, bởi vì họ không muốn ánh sáng để sửa sang bóng tối sống trong họ. Các con thân mến, cha sẽ chúc lành cho những chủ ảnh để chúng sẽ có thể dùng trong thời gian khắc nghiệt, trong thời gian tối tăm lớn lao đang đến gần. Các con thân mến, cha chúc lành cho những chủ ảnh nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần để chúng sẽ là ánh sáng, sự bảo vệ và sức khỏe cho con cái cha trong những ngày tăm tối sắp tới và trong những ngày đau thương cuối cùng đang đến. Các con thân mến, đừng quên rằng các con phải chuẩn bị cho những ngày này. Hãy cầu nguyện nhiều. Hãy cầu xin lòng thương xót cha sẽ giúp ích cho các con rất nhiều. Đừng quên tất cả những lời khuyên mà cha và đức mẹ đã ban cho các con vì sức khỏe của các con. Đừng quên rằng, như một người cha nhân từ, cha luôn ở với các con, sẽ gìn giữ các con để đem các con về thiên đàng, và là phần thưởng cho các con vì đã tin vào lời cha, tin vào giáo lý của cha và tin vào tình yêu của cha. Đừng quên rằng cha đã chết trên thánh giá để ban cho các con lòng thương xót. Các con thân mến, và trước cuộc trừng phạt, cha sẽ đổ lòng thương xót xuống từ thập giá. Sau thời kỳ này, các con sẽ không thấy lòng thương xót cha, nhưng sẽ thấy công lý cha. Điều này các con thân mến, cha muốn các con mang thật trong tâm trí, bởi vì lần thứ hai đến sẽ là lần biểu dương công lý của cha. Và tất cả những ai đón nhận lòng thương xót trước khi dấu hiệu của người con của con người xuất hiện sẽ là con cái của cha, những người nương náu trong lòng thương xót cha. Nhưng những ai không nhận lòng thương xót của cha sẽ bị án phạt đời đời. Và đây là lý do các con thân mến, các con phải làm ngay từ bây giờ trước khi thấy dấu hiệu của người con của con người. Hãy nhìn xem cha là sự khởi đầu và là kết thúc. Cha là cánh cửa, cha là con đường duy nhất dẫn đến thiên đàng. Cha là con đường duy nhất dẫn đến với Thiên Chúa Cha hằng hữu. Các con thân mến, đừng quên điều này, bởi vì cha sẽ ban nhiều dấu chỉ để các con của cha hiểu được và từ bỏ những sai lầm. Nhưng nếu họ không đón nhận lời cha, rồi họ sẽ nhìn thấy cha. Nhưng khi thấy cha, cha sẽ không còn là đấng cứu chuộc ngọt ngào nữa, nhưng là vị quan tòa công minh. Thời gian này đang đến, các con thân mến, và vì thế các con phải chuẩn bị kỹ càng. Và đừng quên rằng Đức Mẹ sẽ chiến đấu với các con để giành lại chiến thắng cho Hội Thánh. Hãy nhìn lên bầu trời, bởi vì Thiên Chúa Cha hằng hữu sẽ gửi đến những dấu chỉ tuyệt vời của Chúa và sẽ sớm được nhìn thấy trên thế giới. Những điều tuyệt diệu Ngài ban cho các con như những món quà, như món quà của ơn cứu chuộc. Nhưng các con, nếu các con không nhận được những điều tuyệt diệu này, các con sẽ nhận công lý của cha và rồi sẽ quá muộn. Các con thân mến, đây là những gì cha muốn nói với các con trong lúc tạm biệt. Đừng quên rằng cha đã đến như Chúa Giê-xu chịu đựng đóng đinh, như Chúa Giê-xu đau khổ và than khóc vì loài người chóng quên. Và vì thế Thiên Chúa Cha hằng hữu sẽ thanh tẩy thế giới nhiều tội lỗi. Và Ngài sẽ thanh tẩy nó bởi vì trái đất đòi báo oán vì nhiều tội lỗi của nhân loại. Nhưng Đức Mẹ đã nói trong thông điệp trước, cha và Đức Mẹ sẽ luôn luôn liên lạc riêng tư với con cái của cha, của cộng đồng, để các ngài có thể hướng dẫn các con và cho các con những thông điệp cần thiết cho nhà cửa của các con, cho đời sống riêng tư của các con, cho đời sống đạo đức cá nhân. Và các ngài sẽ là người hướng dẫn các con trong thời kỳ cuối. Và như thế các con có thể nhận được tất cả những lời cố vấn. Chúng sẽ là kim chỉ nam để các con đừng bị xáo trộn khi tên ngụy Kitô lộ diện.
Hãy đón nhận lời cha và những lời cố vấn của cha, bởi vì như cha lặp lại các con thân mến, những đau thương đang ở trong thế giới. Và như cha đã nói trong những thông điệp trước, sẽ có đau thương tiếp nối đau thương cho đến khi đau thương cuối cùng đến, các con thân mến. Những đau thương bây giờ đang ở trong thế giới, nhưng rất sớm đau thương sẽ đến Guatemala. Và từ đó sẽ bắt đầu hết đau thương này đến đau thương khác. Và các con sẽ biết rằng đây là khởi đầu của mọi sự. Những đau thương bây giờ đang di chuyển trên lưng ngựa qua thế giới. Con ngựa hồng đó là sự chết, và hỏa ngục đang cưỡi trên thế giới, gieo những đau thương trên toàn thể bề mặt trái đất. Các con thân mến, hãy chuẩn bị, bởi vì con ngựa hồng bây giờ đang cưỡi ngựa. Bởi vì con ngựa hồng bây giờ đang cưỡi, và sứ mệnh của nó là chết chóc và hỏa ngục. Và sau đó, những dấu ấn sẽ được mở ra và tiếng kèn sẽ được thổi. Các con thân mến, các con phải cảnh giác. Cha không muốn làm cho các con đau đớn, bởi vì những ai là con cái thật của cha sẽ không đau đớn. Nhưng họ trú ẩn nơi lòng thương xót cha và tin tưởng nơi cha, nơi Đức Mẹ, và tin rằng cha và Đức Mẹ sẽ giúp họ. Cha và Đức Mẹ sẽ bảo vệ họ, nhưng các con phải giúp cha và Đức Mẹ cầu nguyện với lòng khiêm nhường, với sự vâng phục, bởi vì rất sớm các con thân mến, những đau thương sẽ đến Guatemala. Nó sẽ bắt đầu trên thế giới, và từng chút một rồi nó sẽ bao gồm tất cả những quốc gia trên thế giới và sẽ đến đây. Và các con sẽ đau khổ nếu các con không chuẩn bị. Và vì thế mà các con phải, và cha lặp lại, ẩn trú nơi những vết thương thánh, trong lòng thương xót cha, trong thánh tâm cha, trong trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh Nữ Maria. Hãy đọc kinh Măng Côi thường xuyên, đừng ngưng cầu nguyện. Hãy ẩn trú nơi lòng thương xót cha, để vào giờ ấy các con thân mến, các con khỏi kinh ngạc. Và đó là lý do cha và Đức Mẹ đã đến để báo trước cho thế giới, để thế giới thấy những điều này trong nhiều quốc gia. Các con thân mến, các con của cha đang thật sự cảm thấy những đau thương, và cha lặp lại, nó sẽ đến Guatemala. Các con phải chuẩn bị, bởi vì những đau thương sẽ đi từ quốc gia này đến quốc gia khác, đến khi tất cả cùng chịu trong một lúc. Nhưng nó sẽ bắt đầu từng cái một. Đừng quên điều này. Và khi các con thấy thời này, đừng bán bổ. Hãy nhớ lời cha và Đức Mẹ. Đức Mẹ và cha đã nói với các con vì lợi ích của chính các con. Hãy cầu nguyện nhiều, thật nhiều, thật nhiều. Và chuẩn bị nhà của các con với những bức ảnh lòng thương xót cha và những bức ảnh đã làm phép. Bởi vì tất cả những vật ảnh này sẽ giúp các con, tất cả những ngôi nhà có những vật mà cha đã nói đến trong những thông điệp sẽ được bảo vệ. Hãy ghi chép, các con thân mến, bởi vì chúng sẽ được bảo vệ. Hãy nhớ đến những đoạn trong sách xuất hành của cựu ước, khi những ai đánh dấu khung cửa của họ, của nhà họ với máu chiên, thì thiên thần hủy diệt sẽ băng qua họ. Vì thế tất cả những ai có máu trong nhà, không phải máu chiên, nhưng máu của đấng thánh cứu chuộc, của lòng thương xót ngài, tất cả những ai ẩn nấu trong hy tế trên thập giá, thì thiên thần hủy diệt sẽ băng qua họ và sẽ không làm hại họ. Đó là những gì cha muốn các con nhớ. Các con thân mến, hãy cầu nguyện thường xuyên với tổng lãnh thiên thần Mikae, bởi vì ngài sẽ giúp cha trong trận chiến lớn. Chúng ta sẽ chiến đấu và chống lại sự dữ tình nguyện Kitô và những người cứu tình giả. Các con thân mến, các con không phải sợ hãi, nhưng hãy đặt mình dưới áo choàng bảo vệ của Đức Mẹ. Điều này rất quan trọng, bởi vì mẹ sẽ đánh dấu nhà các con với máu châu báu, máu đổ trên thập giá, và sẽ mang đến cho các con tình yêu của Thiên Chúa Cha hằng hữu, chứ không phải công lý ngài. Đức Mẹ sẽ đánh dấu những căn nhà này, và Đức Mẹ sẽ cũng đánh dấu các con, đừng quên điều này. Các con thân mến, với máu thánh, cha chúc lành cho các con, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, để các con đừng quên đi tất cả những tháng mà cha và Đức Mẹ đến để giảng dạy các con, để chuẩn bị cho thời gian khắc nghiệt đang đến. Hãy luôn luôn nhớ đến lòng thương xót cha và máu châu báu cha, đừng quên chúng. Các con thân mến, hãy tin cha, hãy tin. Các con thân mến, hãy tin rằng cha và Đức Mẹ yêu thương các con thật nhiều. Cha và Đức Mẹ yêu thương các con nhiều đến nỗi khi tất cả các con của cha xin cha sẽ bảo vệ, và Đức Mẹ cũng sẽ bảo vệ.
Ước gì bình an, đức tin, tình yêu, sự thật và ơn phân định ở lại trong tâm hồn các con và làm cho các con nhẫn nại trong thời kỳ cuối khắc nghiệt đang đến. Và đừng mất can đảm, các con thân mến, bởi vì tất cả những ai nhẫn nại sẽ được phần thưởng.